xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày mà mình sẽ đưa Minh Anh đi thi. Đi thi cái gì hả Minh Anh? Thi cắt lông quốc tế. Nói to lên cho nó thi. Thi cắt lông quốc tế mọi người ơi. Đấy, nghe nó còn sang, nó sang rồi. Nghe nó sang. Đâu. Hôm nay là đã cúng của Minh Anh đâu. Hôm nay là Minh Anh là bạn cắt tỉa ở cửa hàng của mình. Nên là hôm nay có một cuộc thi cắt lông chó quốc tế. Đây, hôm nay là bạn này là bạn sẽ là mẫu cúng. Đồng hành. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên mà chị được đến một cái cuộc thi chó cắt lông quốc tế. Tại vì cái khoản này là tao không biết. Tao chỉ biết bán chó với lại tao chỉ biết là có kinh doanh thôi. Chứ cái vụ cắt lông là chị không có dành. Nên hôm nay chị sẽ được đi hóng hớt các thứ. Gì nhở? Em cũng hồi hộp tại vì em đi ké. Mình phải gọi là team chứ, team mình phải đi gọi là kiểu cổ vũ các thứ chứ. Sao nó kiểu năng động. Em tính tái là tính làm cái bảng á, dơ rồi mà em quá mất đi. Quê lắm chị ơi. Minh Anh. Em đang định gọi điện cho Nam Anh đến cổ vũ. Anh yêu em. Anh đừng cố lên. Ủa này anh nào? Sao tự dưng lại anh nào? Làng thuê, bảo thuê. Trời ơi, ghép xấu hổ thế. Hôm qua tao định là đưa đội mật pet đi nhưng mà tao nghĩ tự dưng bây giờ đi gọi là hơi lố quá thôi. Tao với con Ngân đi là được rồi đấy. Tí nữa tao ở dưới Minh Anh. Em sợ chị đừng có nghe đi thi cắt lông chó quốc tế nghe nó sang gì đâu. Nhưng mà ngày xưa là Minh Anh đã từng được giải rồi. Ngày xưa là cái thời mà Minh Anh nếu chị nhớ không lầm ấy, lúc Minh Anh vào xin việc là Minh Anh tự học cắt lông mà Minh Anh đi thi đã được giải rồi đúng không? Lần này chị đã cho Minh Anh đi học trước đấy một tháng. Gọi là đầu tư cả thời gian lẫn tiền bạc đi học một tháng. Nên là thôi lần này mày mang vinh quang về cho cửa hàng đi. Đúng không? Mà du lắm chị ạ. Mà du đúng không? Hôm nay em thi bảng cao nhất đúng không? Dạ. Được. Hợp không lý. Có gì phải du. Một là ăn cả ngã thì là không mọi người ạ. Không có gì du hết á. Kể cả là mày có không được giải thì vẫn không happy cơ mà, vẫn ok cơ mà. Đúng không? Có thì vui hơn. Còn không có thì cũng chẳng sao. Có thì là rất vui nhưng mà nếu mà không có là coi như là một cũng cuộc vui. Chơi trải nghiệm đi. Đúng để rồi. Lỗ lực đó. Để lỗ lực. Phấn đấu. Để chị post cái clip lên để cho mọi người cổ vũ em nhé. Ôi thôi. Đâu sắp đến chưa? Địa chỉ bao nhiêu? Ôi dạ, đây sao ấy chị? Đâu? Đây sao? Đây à? Trung tâm này đúng không? Đúng rồi. Ta đi lỗ rồi, đi vào kia vòng lại. Rồi. Khỏa hành trình. Ôi giời đất ơi. Ok. Quay cái mặt đi xem nào. Ôi giời ơi. Đầu tóc gọi là thôi rồi luôn ấy. Tí em sẽ cắt kiểu gì hả Minh Anh? Bullet. Đi. Cắt bullet. Từ chuyên ngành không hiểu. Đi lên. Mày đi ra đây để cho nó thi. Đấy có phải là chỗ của mày đâu. Đấy là gọi là em có cho ứng tuyển gọi là phụ tá không? Có làm phụ tá được không? Chúng em đâu. Rồi. Minh Anh nghe cười lên cái nào. Cố lên. Đang hồi hộp hả? Đang hồi hộp đấy không? Em lấy được. Lương Văn Thư. Begin đâu bé. Ông bố Phạm Lê Thắng. Nó sắp xỉu. Begin đâu bé. Ông Năm. Nó sắp xỉu à? Nó sắp xỉu. Đồng viên trả lời luôn. Có nhiều bài cũng có số Sơn ơi. Bài nào cũng có số à? Nguyễn Thành Giang số 1. Ở mình bé, ở mình bé. Tổ mình nha. Em ơi, xinh quá. Xuất sắc. Trần Mỹ Mai, Nguyễn Nghiêm Ngơ Bé 01, Dương Hữu Nghĩa 02, Nguyễn Thị Thanh Ngọc 03, Lương Văn Thư 04, Phạm Lê Thắng 05, Trần Thị Ngọc Châu 06, Nguyễn Hồng Hà 07, Bùi Thị Hương 03. Cho em quay bạn cún nhà mình gì nhá. Đúng rồi, quá xinh nhỉ. Sao mình ăn gì mà mình xinh thế hả con? Sao mà mình ăn cái gì mà mình xinh thế? Vậy hả? Màu là còn đẹp nữa chứ. Lê Đình Hoàng Anh số 13, Nguyễn Thị Hồng Hải số 14, Phan Thị Ngọc Trinh số 15, Trần Trương Thái Đình số 16, Lê Tiện số 17, Bùi Thị Hồng Ly số 18. Ngủ
con lùn kia. Phạm Thanh Trí số 19. Đừng Thị Thúy Huyền số 20. Đỗ Duy Tuấn số 21. Nguyễn Hùng Quân số 22. Trương Quốc Thiện số 23. Trần Như Lý số 24. Tô Trọng Hiếu số 25. Đỗ Văn Hậu số 26. Trần Hoàng Khánh Viên số 27. Đào Xuân Mai số 28. Lê Hồng Ca số 29. Nguyễn Thị Phương xinh quá số 30. Đẹp thật. Em mày tên là gì hả chị? Ly hả? Ly, con có thể quay đây cô chụp một cái ảnh được không? Cô xin chụp một cái ảnh thôi. Đẹp quá. Ly ơi, đúng rồi, Ly ơi, đây cô đây mà. Cô đây này, cho cô xin một cái ảnh thôi. Trời ơi. Khiếp, nó đẹp mà nó rình mãi không thấy cái mặt nó đâu. Mình là bài bản Open Best nha. Nguyễn Thanh Giang số 01 Open Best. Nguyễn Lê Dung số 02. Phan Thị Trung số 03. Đào Thu Huyền số 04. Trần Quốc Thủ số 05. Ngô Đức Thắng số 06. Và Mỹ Linh số 07. Trần Thị Ngọc Như số 08. Nguyễn Anh Tài số 09. Hồ Thị Tùng Hương số 10. Bạn nào có mặt tại trời ơi, cái chân tại hội thi các bạn vô thẳng bàn của mình nha. Cái chân nó to kinh khủng khiếp luôn. Dễ thương quá. Chị đã đi tỉa được tất cả những con cún có mặt ở đây ngày hôm nay. Ngoài kia có một con bi tròn, chị mê quá. Minh Anh. Khổ thân con bé. Khổ thân. Thùy ơi. Hoành tráng hơn rất nhiều so với năm 2019 là lần đầu tiên.
Theo Linh Hương tìm hiểu thì thấy là hồi đó ở Hà Nội cũng có rất đông các bạn thí sinh tham gia, 30 mấy bạn thí sinh lận, nhưng mà lần này còn gấp đôi luôn. Con số của chúng ta đã lên tới 60 mấy rồi, để thấy rằng là ngưỡng mộ các bạn groomer thực sự. Mình cũng đã nuôi những em cún, và câu chuyện của việc làm sao cho các em ý xinh tươi, sạch sẽ, bồng bềnh, đáng yêu là một câu chuyện rất là ngang giải. Cho nên hôm nay hy vọng rằng các bạn thí sinh sẽ có được những cái giây phút trải nghiệm, và đặc biệt sau đó nha, cái chứng chỉ mình nhận được sẽ là cái chứng chỉ cấp quốc tế luôn. Và từ đây trở đi các bạn sẽ trở thành những nhà tạo mẫu cực kỳ chuyên nghiệp và sáng giá. Các bạn thí sinh đã trải qua 30 phút thi rồi. Vậy là theo đúng thời gian, chúng ta sẽ còn 1 tiếng 30 phút nữa cho các bạn. Bây giờ đang là 11 giờ 40 phút. Các bạn vừa trải qua 30 phút. Mẹ à, nay mình đưa bạn nhân viên đi thi. Đi kìa. Mấy tập già. Đúng rồi. Đẹp rồi là mình nhìn xuống dưới nha. Nhìn mày xuống dưới nào, cười tươi nào. Giơ cúp lên cười xinh một cái nữa nào. Chúc mừng giải nhì của bảng này. Bây giờ chúng ta lại ngồi một trường lượng giải nhất ạ. Nhớ lấy đủ quà nhá. Xin mời bạn nào khi được đoạt giải với anh đến trường. Không biết nói gì cả. Thứ nhất là gì? Đó. Thứ nhất cảm xúc là gì? Rất là vui. Không, là đói. Là đói. Đúng không? Thứ hai là gì? Thứ hai là vui. Vui. Rồi thứ ba là rất đói. Thứ ba là rất đói. Muốn sửa đây lại từ rồi. Sáng. Có muốn cảm ơn ai không? Cảm ơn đầu tiên là cảm ơn chị Mai. Cảm ơn sốt một mét nha.
vô lấy quà, đi vô lấy quà tiếp. Đi 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 đi. Nhục nhá. Trời nó uống gì.